Thưa quý vị, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos và các công ty có liên quan do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và đồng phạm thực hiện. Quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định. Trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, chỉ đạo Trịnh Minh Huế là em gái Quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với 20 bị can về tội thao túng thị trường chứng khoán. Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, thực tế các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos. Nhưng với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với 4 bị can, gồm Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga, Hương Trần Kiều Dung. Ra quyết định khởi tố bị can đối với 1 bị can Nguyễn Thiên Phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của Công ty Cổ phần Xây dựng Pharos.